Trời đất ơi, cái cửa hàng gì mi sang trọng của tôi nó tụ cái dấu cái thạnh cửa hàng muốn ăn lông ở lỗ luôn vậy đó Hà. Yeah. Em gái, phải tư vấn với số. Mua mì gói ăn đi em, tháng này em cũng mua tự nhiên, tháng này em hết mua à. Mua ủng hộ chị đi cưng, mì gói tồi quá trời nè. Bé thì nó làm sao á. Cái nào bánh canh, mua mì gói trụng vô thêm đi cưng. Trời ơi, em ép khách, ép tồn bánh canh vô họng khách không mà nó ngán. Dạ thôi được rồi chị ơi, trụng thêm mì gói đi. Rồi, dán lộn kìa chị. Dán lộn cái gì? Lộn dấu, dấu gì đâu dấu. Trời đất ơi, nó xuống tới cửa hàng luôn rồi. Trời ơi, ngay ngã ba, chết. Chị đặt đó, phải vậy nè, yeah. Cửa hàng gì mi, yeah, sang trọng, yeah. Mày, ôi nào, cái gì vậy? Em bị nóng trong người quá, kiếm gì mát mát em muốn coi. Yeah, muốn uống nước mát, yeah. Là có đám mè, yeah. Hay là uống hột é, yeah. Hay là ăn chè, yeah. Gì vậy mẹ? Ai nhập bà hả? Tự nhiên sáng sớm về tới về luôn vậy mẹ? Tối qua coi chương trình rap thời đại bây giờ là phải rap, yeah. Rap làm ơn quá má ơi. Làm ơn lẹ lẹ xuống kiếm cái gì mát mát uống coi nóng quá. Từ từ, xuống rồi phải cho chị yeah xuống cái nè. Mẹ điên. Đây, nước mát đây. Sao bị nóng vậy? Chị ơi, cho em tô mì gói, em đói quá à. Yeah, có khách ăn mì rồi, yeah. Mì ăn liền làm liền có mì, yeah. Lên đó chị. Số nè. Mày điên hả? Tao đẻ ra mày được đó. Cái gì? Có liền là mì ăn liền nè. Đạp dây điện hả má? Gì mà cà giật vậy? Không sao. Ăn mì đi cưng. Dạ. Thoải mái nha. Quang, đừng có ăn. Sao chị, mì ngon mà. Ăn mì nóng nổi mụn đó. Nè. Cái gì vậy? Đó, chẳng những nổi mụn nha, mà còn bị ung thư nữa đó. Ngày xưa chị mê ăn mì vậy lắm, đừng có theo vết xe đổ của chị. Có tô mì đâu mà. Ai đồn là ăn mì nóng nổi mụn? Tôi đồn đó. Ai đồn là ăn mì ung thư? It's me. Bà đồn vậy, ai dám ăn mì của tôi nữa? Đó là chuyện của Du. Ngày hôm nay, tôi phải làm mọi chuyện cho ra lẽ. Yeah! Yeah! Mi bắn mì, sẽ thích ăn mì chắc cà đao, yeah! Yo! Chị can no ăn mì, tim không thích ăn mì, yo! Bà là phù thủy bắn mì xấu xí, xấu từng ly từng tí. Đã xấu còn giống con quỷ, mặt bà nhìn trông rất ngu si. Bà dẹp tiệm đi bắn mì cho lắm, ăn nóng khở khì khì. Ăn mì vào làm bách bí, nóng tới mức nổi mụn li ti. Tên tôi là Mi, bán tập quá nhưng rất đề cao văn hóa. Ai đồn với bà ăn mì nó mụn mà cứ nói lời đi ngoa. Tự dưng ở đâu chui ra bao qua giá khách của tôi những điều lau cá bò coi chừng tôi trẻ bà làm party đừng có trách sao su cà na. Làm gì tưng tưng cano đã nói có thích làm mắt có trứng. Trứng gì? Cái mặt tôi mụn tưng bừng đừng có giang hồ ở đó nừng nưng. Ăn đêm chỉ dài gói, bạn mặt tôi đây bà khỏi chối. Chúng sanh ăn rồi bụng ai nấy nổi nói kéo tới đặt bánh quế cho coi. Ăn mì không nóng, nóng chính là do bà ăn sai cách. Sai sao? Nào là rượu bia thức khuya chẳng chịu thể dục thể thao rồi chết. Chưa kể bà kèm cơm bồ nhất nách như là xịn nách không ăn sạch nách còn không cải cách nhan sắc bà sẽ banh chành một cách sạch. Bà không lên phay, làm sao bà biết nhiều điều sai quấy? Ai tôi đã ăn ngủ ở trên đấy nên đã thấy nhiều điều không hay. Chúng tới nay trên mạng phơi bày ăn mì mỗi ngày bệnh tật liền tay ung thư gặp tới cuộc đời tới bày thấy duy nhất hút mũi ba. Chú cha con mẹ đi qua miệng mồm bà như quỷ dạ xoa. Ăn phải con đồ ngồi coi bà xạo ăn không nói láo thiệt là thào lao lao nhào láo nháo lào nhào là tôi sẽ mút bà vào trong lu mì u còn lu sâu bu là y như những con cú nó ngồi trong lu. Ăn mì ung thư mất mạng chắc thế giới giờ này đã toang. Báo gì lá cạnh lá lách thông tin sai lệch chia sẻ lan tràn. Trực tiếp vô độc làm chi rồi con mẹ quan mang la sản. Không có bằng chứng tin cậy rõ ràng ở đây là làng tao tán lật ngang. Tao nào mà chẳng là báo biết chữ thì đọc cái đầu kỳ khôi. Giang hồ đua nhau đồn thổi là mì hải gan thanh lọc không nổi. 30 ngày chất độc cho nổi ủng ứ trong người lọc mãi không thôi. Bà bớt ơi thôi sợ nồi một hồi tôi mút bà lồi chết môi. Bà đừng mô mô lên cãi nếu muốn nghe thì dở lô tai. Sao? 30 ngày giải độc chắc năm nào bà cũng đầu thai. Bác sĩ đứng chính tin đồn là sai bà có độc đâu mà đòi tông thái. Lúa mì là thành phần chính của mẹ gì đâu mà đòi thế chai. Bà bớt cái mỏ bà lại tôi đi mới chính là người bị hại. Mì chiên trong cả đống dầu làm tôi hư hết thân hình con gái. Tôi đây ăn uống ba là ăn mì lan láng vẫn đẹp và sang. Mì là tinh bột như cơm ăn phải con đó sẽ đẹp quý hoàng. Cái đồ đàn bà điệu đà tối ngày diện áo lụa quần là con sơn má phấn mặt hoa thì cũng chỉ là bác tạp hoa.
còn hơn cái kiểu như bà ít rồi đấy giếng mà tưởng ngoài đồng có ngày lông dông bé chơi em chồng công ai trong ngóng không được ấm nhau. Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Hãy ngồi xuống đây ăn mì uống nước, nhớ cho thêm nhiều rau, mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hiểu lầm trong mình tan mau. Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Hãy ngồi xuống đây ăn mì uống nước, nhớ cho thêm nhiều rau, mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hiểu lầm trong mình tan mau. Tao đã giải thích tới mức độ như vậy rồi mà muốn kiếm chuyện cho bằng được. Giờ mày quậy phải không? Tao khô máu cho mày coi. Đừng mà chị, thật ra em đã sáng suốt rồi. Chỉ tại em thấy chị ráp chửi nghe đã cái lỗ tai quá, cho nên mới chọc chị để chị chửi nghe vậy thôi. Cảm ơn chị đã soi sáng cho tâm can của em. Chị mà trước đây em đã hiểu lầm chị và mì của chị, em thật đáng chết, chết. Ôi, em đúng thật là một em gái ngoan. Chị tin là em sẽ luôn đẹp đẽ và sáng suốt sau những lời khuyên của chị. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn hiểu biết chẳng đồn lung tung. Và em hãy ăn uống cho thật lành mạnh, tâm tốt sẽ sinh tướng tốt. Và chị tin em sẽ không nổi mụn và luôn đẹp đẽ hồng hào giống như chị. Ủa, hai chị ơi, ý của em là em ăn mì được chưa? Được chứ, ăn đi em.